Xin kính chào tất cả bà con. Hôm nay thì nhà vườn Vũ Tiến sẽ hướng dẫn cho bà con cách dâm ủ cây khi mà bà con có một cái cây nào đó và di chuyển từ vị trí này tới một vị trí khác, có thể là bà con mua của những nhà vườn hoặc bà con xin được ở đâu đó. Đặc biệt là cây to thì rất là cần phải là kỹ thuật cao. Thế nên là khi bà con có một cái cây to về, bà con cần phải làm đúng quy trình, đúng kỹ thuật thì cây nó mới nên khỏe đẹp và bộ rễ nó mới ra nhiều, đặc biệt là nó sẽ không bị chết. Thì trước tiên thì khi bà con đặt cái cây đó vào một cái vị trí cố định nào đó thì bà con cần phải xử lý những cái vết thương do mình quá trình vận chuyển, do quá trình đánh, quá trình dâm ủ ở những cái vị trí khác nó bị thối, bị hỏng, thì bà con cần bấm tỉa và bà con đục khoét làm sao cho những cái vết thương, những cái đầu rễ nó nhẵn đi thì là nó sẽ nhanh liền sẹo hơn. Và đặc biệt là bà con sử dụng cho nhà vườn Vũ Tiến vôi, thì nếu bà con có vôi thì sử dụng vôi, bà con có thuốc liền sẹo thì bà con sử dụng thuốc liền sẹo. Vôi thì là nó sẽ đỡ tốn kém hơn và đặc biệt là cái độ sát khuẩn của nó cũng cao. Thì bà con pha vôi với nước sệt sệt thì bà con quét vào, và bà con có điều kiện hơn, bà con xử lý mua thêm một chút thuốc trị nấm, nấm rễ, bà con pha vào, bà con quét vào những cái vùng mà mình vừa mới cắt tỉa đấy, thì là cái rễ nó sẽ nhanh phục hồi và nó nhanh phát triển và nó nhanh ra rễ hơn. Đấy. Khi mà bà con đã xử lý xong những cái công đoạn đấy thì bà con sẽ quấn những cái bao, những cái chăn. Đây là em sử dụng bao bố, nó là một loại bao rất là thông thoáng và giữ độ ẩm làm mát cây rất là tốt. Khi bà con quấn như thế này vào thì cây nó sẽ được mát, lúc nào cũng mát và nó giữ ẩm rất là tốt. Bà con xịt nước trực tiếp lên. Và đặc biệt khi mà bà con dâm thì lưu ý giúp em là bà con dâm bằng cát ở bên trong và đất ở bên ngoài. Nếu trường hợp bà con không có cát thì bà con vẫn sử dụng đất được, nhưng nếu bà con sử dụng cát thì cái rễ nó sẽ nhanh ra hơn, và khi mà mình nhấc cây lên di chuyển từ vị trí này tới vị trí khác thì cái đầu rễ nó không bị đứt đấy, bởi vì cát nó rất là tơi. Đây mời bà con xem, đây này, xung quanh khu vườn ở nhà vườn Vũ Tiến rất là nhiều những cây công trình to. Bà con có nhu cầu hay bà con yêu thích, yêu quý nhà vườn Vũ Tiến thì ủng hộ nhà vườn Vũ Tiến, những cây nhà vườn Vũ Tiến sẽ gửi hàng cho bà con đến tận nhà, có thể trồng và bảo hành cho bà con đàng hoàng. Cảm ơn bà con rất là nhiều, hãy đăng ký kênh, chia sẻ video này cho thật nhiều người biết hơn. Đặc biệt bà con có nhu cầu hãy liên hệ cho nhà vườn qua số 0388 744 666.